Sống trọn vẹn như thế nào? Tác giả: Đức Đạt Lai Lạc Ma. Chuyển ngữ tiếng Anh: Tiến sĩ Jeffrey Hopkins. việt ngữ: Tuệ Uyển. Lời nói đầu của Tiến sĩ Jeffrey Hopkins. Tôi nghe Đức Đạt Lai Lạc Ma giảng lần đầu tiên vào năm 1972 chỉ ba ngày sau khi tôi đến Dharamsala ở miền Bắc Ấn. Ngài đã bắt đầu khóa thuyết giảng 16 ngày, 4 đến 6 tiếng mỗi ngày về những giai đoạn của con đường giác ngộ. Tôi đã bắt đầu học tạng ngữ và thực tập Phật giáo Tây Tạng vào năm 1962. Và những vị thầy của tôi đặc biệt chỉ bảo về những sự phức tạp của các luận điển Tây Tạng đã chuẩn bị cho tôi việc học hỏi với những học giả du già Tây Tạng, tị nạn ở Ấn Độ. Nhưng thật tình mà nói, tôi không nghĩ rằng một vị tái sanh được chỉ định nắm quyền sinh ra ở Đông Bắc Tây Tạng năm 1935 và được nhìn nhận qua những sự tiên đoán, các giấc mộng, những biến cố cực kỳ phi thường và các thử nghiệm như Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 vào lúc 2 tuổi có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng như vậy. Tuy nhiên, tôi đã kinh ngạc. Ngài đã nói về một biên độ rộng của những đề tài liên quan đến con đường giác ngộ. Chiếm được tâm và trái tim tôi với những khái niệm rộng và hẹp, phân loại những vấn đề từ lâu chưa được giải quyết, mở rộng đến những người khác và đưa tôi vào những lĩnh vực thấu hiểu mới. Bằng tạng ngữ, Đức Đạt Lai Lạc Ma nói với một tốc độ tường tận và minh bạch khiến tôi không thể bị sao lãng một lần ngài hào hứng đặc biệt trong khi đang diễn tả những quán chiếu về việc phát sinh lòng bi mẫn giọng của ngài vang lên đến một cấp độ mà ngài nói đùa như giọng dê qua đó tôi đã nghe niềm say mê đầy cảm hứng của thi ca trong loạt thuyết giảng ấy ngài trình bày phạm vi lãnh hội của những thực tập đưa đến giác ngộ với chiều sâu của triết lý vốn chỉ là những đề tài thường thường kề cận nhau mà người khác để trong trạng thái cách ly cùng giọng của cả thi ca và triết lý được trình bày trong quyển sách này đôi khi chạm vào trái tim với những tường thuật xúc động về thân phận của sự sống và các phẩm chất tốt đẹp của lòng vị tha và vào những lúc khác là các phân biệt cẩn thận về những thực tập thầm thâm như thiền quán về tánh không vốn phục vụ như việc nuôi dưỡng qua năm tháng cho quán chiếu Lúc 5 tuổi, Đức Đạt La Lạc Ma được đưa về La Sa, thủ đô của Tây Tạng, nơi Ngài đã trải qua việc rèn luyện theo chương trình trọn vẹn của tu viện. Qua sự xâm chiếm miền đông Tây Tạng của Trung Cộng năm 1950, Ngài bất ngờ lãnh trách nhiệm chấp chánh thế quyền Trung ương lúc 16 tuổi. Mặc dù cố gắng để hợp tác với những kẻ xâm lược, nhưng Ngài phải đối diện với hiểm họa cá nhân đang đe dọa và đào thoát đến Ấn Độ vào năm 1959. Lúc lưu vong, Ngài đã thành công trong việc tái lập lại trên diện rộng những trung tâm văn hóa Tây Tạng. Ngài đã du hành một cách rộng rãi gần như khắp thế giới, mang theo thông điệp không chỉ cho Phật tử và tín đồ của các tôn giáo khác, mà còn cho mọi người về tầm quan trọng của ân cần tử tế với chính kết cấu của xã hội. Trong việc công nhận về những nỗ lực không mệt mỏi của ngài nhân danh đồng bào Tây Tạng và tất cả mọi dân tộc, ngài đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989. Đức Thánh Thiện đã xuất bản nhiều quyển sách, một số cho những độc giả phổ thông và một số khác cho những người đặc biệt thích thú với Phật giáo. Trong quyển sách này, ngài đã trình bày một truyền thống thực tập tâm linh lâu đời ở Tây Tạng và về kinh nghiệm của chính ngài để cống hiến những ý kiến về vấn đề thực tập một con đường tâm linh như thế nào để đưa đến sự trong sáng tinh thần và việc chuyển hóa cảm xúc. Trong sách này, ngài cho thấy đời sống có thể hiện thực một cách đầy đủ ý nghĩa như thế nào. Qua 30 năm mà tôi đã biết ngài và trong 10 năm phục vụ như thông dịch viên trưởng của ngài trong những chuyến thuyết giảng ở Hoa Kỳ, Canada, Indonesia, Singapore, Malaysia, Australia, Anh Quốc và Thụy Sĩ. Tôi đã chứng kiến hóa thân của Ngài trong những thực tập này với chính thâm tâm thị hiện của Ngài. Thật quan trọng để chúng ta nhận ra con người tuệ giác tròn đầy, từ bi, hài hước và kỳ diệu này phát xuất từ nền văn hóa Tây Tạng. Chúng ta cần đánh giá rằng, văn hóa như một trong những kỳ quan vĩ đại của thế giới tiến sĩ Jeffrey Hopkins, giáo sư Tây Tạng học, Đại học Virginia, Hoa Kỳ. Thực hành như thế nào? Nhu cầu vì hòa bình và ân cần. Tôi đã du hành qua nhiều nơi khắp thế giới và bất cứ khi nào tôi nói chuyện với mọi người thì tôi luôn luôn có cảm giác rằng tôi là một thành viên trong gia đình của họ mặc dù chúng ta có thể mới gặp lần đầu nhưng tôi xem mọi người như bạn thực sự chúng ta đã biết nhau một cách sâu sắc như những con người mà chúng ta cùng chia sẻ những mục tiêu căn bản như nhau tất cả chúng ta đều tìm cầu hạnh phúc và không muốn khổ đau hai cách để hạnh phúc có hai cách để tạo dựng hạnh phúc thứ nhất là bên ngoài bằng việc có được chỗ ở tốt đẹp, quần áo tốt đẹp và những người bạn tốt đẹp thì chúng ta có thể thấy được một tiêu chuẩn nào đó của hạnh phúc và hài lòng. Thứ hai là qua phát triển tinh thần vốn có thể mang lại hạnh phúc nội tại. Tuy nhiên, hai sự tiếp cận này không thể phát triển một cách như nhau. Hạnh phúc bên ngoài không thể tồn tại lâu dài mà không có bộ phận tương ứng của nó nếu điều gì đó đang vắng mặt trong nhận thức của ta, nếu điều gì đó tâm ta đang thấy thiếu, thế thì mặc cho quanh ta là những thứ xa hoa nhất, thì ta cũng không thể hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu ta có bình an trong tâm, thì ta có thể thấy hạnh phúc ngay cả dưới những hoàn cảnh khó khăn nhất. Tiến bộ vật chất không thôi đôi khi giải quyết một vấn đề, nhưng lại tạo ra một rắc rối khác. Thí dụ, những người nào đó có thể có được giàu sang, một nền giáo dục tốt và vị trí xã hội cao, nhưng hạnh phúc lãng tránh họ. Họ dùng thuốc ngủ và uống rượu quá nhiều. Đôi khi là thiếu thứ gì đó khiến họ không thể hài lòng. Vì thế, những người này nương tựa vào ma túy hay rượu chè. Trái lại, một số người ít tiền bạc để lo lắng, nhưng hưởng thụ bình an nhiều hơn. Họ ngủ ngon về đêm mặc dù nghèo trong ý nghĩa vật chất, nhưng họ toại nguyện và hạnh phúc. Điều này cho thấy tác động mạnh mẽ của một thái độ tinh thần tốt. Sự tiến bộ vật chất không thôi sẽ không thể giải quyết toàn bộ vấn nạn khổ đau của nhân loại. Trong sách này, tôi cống hiến với quý vị, những độc giả, các kỹ năng từ những truyền thống Tây Tạng. Nếu thực hành hàng ngày thì sẽ đưa đến bình an tinh thần khi quý vị tĩnh lặng tâm thì sự khuấy động và lo lắng của quý vị sẽ tự nhiên lắng động và quý vị sẽ hạnh phúc. Các mối quan hệ của quý vị với những người khác sẽ phản chiếu những sự thay đổi này. Và như những con người tốt đẹp, quý vị sẽ là những công dân tốt đẹp của đất nước quý vị và cuối cùng là những công dân tốt đẹp của thế giới. Ân cần tử tế tất cả chúng ta bất lực khi được sanh ra không có lòng ân cần của cha mẹ thì chúng ta không thể sống còn kém thành công nhiều khi trẻ con lớn lên trong sợ hãi liên tục không ai nương tựa chúng đau khổ cả đời vì tâm trẻ nhỏ rất yếu đuối nên nhu cầu cho lòng ân cần của chúng đặc biệt rõ ràng người trưởng thành cũng cần lòng ân cần nếu người nào đó chào đón tôi với một nụ cười dễ thương và biểu lộ một thái độ thân hữu chân thành tôi sẽ cảm kích rất nhiều cho dù tôi có thể không biết người đó hay thấu hiểu ngôn ngữ của họ nhưng họ làm cho trái tim tôi vui sướng tức thời trái lại nếu lòng ân cần thiếu vắng thì ngay cả với người nào đó trong nền văn hóa của tôi người mà tôi đã biết trong nhiều năm tôi cũng cảm thấy được ân cần và yêu thương một cảm nhận thật sự của tình anh chị em những thứ này là rất quý giá chúng tạo thành cộng đồng hiện thực và vì vậy rất quan trọng trong xã hội tiềm năng con người mỗi chúng ta cảm nhận tất yếu về tự ngã cái tôi chúng ta cũng chia sẻ những mục tiêu căn bản chúng ta muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau thú vật và côn trùng cũng muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau nhưng chúng không có năng lực đặc biệt để nghĩ đến việc đạt được hạnh phúc sâu và vượt thắng khổ đau như thế nào như những con người được ban cho khả năng tư duy chúng ta có tiềm năng này và chúng ta phải sử dụng nó trong mọi cấp độ như những cá nhân và như những thành viên của một gia đình một cộng đồng một quốc gia và một hành tinh những kẻ gây rối hiểm độc mà chúng ta đối diện là sân hận và vị kỷ loại vị kỷ mà tôi liên hệ ở đây không chỉ là một cảm giác của cái tôi nhưng là một sự phóng đại của tính tự cho mình là trung tâm không ai tuyên bố cảm thấy hạnh phúc trong khi sân hận khi nào mà cái sân hận vẫn còn khống chế tính khí của chúng ta thì không thể có sự hạnh phúc tồn tại lâu dài để đạt được hòa bình tỉnh lặng và tình thân hữu thật sự, chúng ta phải giảm thiểu tối đa sân hận và trau dồi lòng ân cần cùng một trái tim nhiệt tình. Điều này có thể đạt được qua những sự thực tập mà tôi diễn tả trong quyển sách này. Việc phát triển một trái tim nhiệt tình của chính chúng ta cũng có thể chuyển hóa những người khác. Khi chúng ta trở thành những con người dễ thương thì những người láng giềng, bạn bè, cha mẹ người phối ngủ và con trẻ sẽ trải nghiệm ít sân hận, họ sẽ trở thành nhiệt tình, yêu thương và hòa hiệp. Chính không khí trở thành hạnh phúc sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt, có lẽ ngay cả sống lâu. Quý vị có thể giàu sang, quyền lực và có học vấn tốt, nhưng nếu không có những cảm nhận lành mạnh của lòng ân cần và yêu thương, sẽ không có bình an trong chính quý vị không có bình yên trong gia đình quý vị ngay cả con cái của quý vị cũng đau khổ lòng ân cần là thiết yếu cho bình an tinh thần khi quý vị thấy những trang sách sắp đến phương pháp trung tâm cho việc đạt được một đời sống hạnh phúc là rèn luyện tâm thức quý vị trong sự thực tập hàng ngày vốn làm suy yếu những thái độ tiêu cực và làm mạnh những thứ tích cực câu hỏi lớn là chúng ta có thể thực tập ân cần và hòa bình hay không nhiều vấn nạn đã xuất phát từ thái độ như đặt chúng ta lên trước bằng mọi giá tôi biết từ kinh nghiệm của chính tôi là có thể thay đổi những thái độ này và cải thiện tâm thức con người dù nó không màu sắc không hình thể và đôi khi yếu đuối nhưng tâm thức con người có thể trở thành sắt thép để rèn luyện tâm thức quý vị phải tập nhẫn nại và quyết chí nó tạo hình cho sắt thép ấy nếu quý vị thực tập cải thiện tâm thức với một ý chí mạnh mẽ và khoan dung bằng việc cố gắng cố gắng cố gắng thì bất chấp bao nhiêu khó khăn mà quý vị có thể chạm trán vào lúc đầu rồi quý vị sẽ thành công với sự nhẫn nại và thực tập cùng thời gian sự thay đổi sẽ đến đừng bỏ dở nếu quý vị bi quan vào lúc khởi đầu thì quý vị không thể thành công nếu hy vọng và quyết tâm quý vị sẽ luôn luôn thấy một mức độ nào đó của thành công giành được huy chương vàng không thành vấn đề quý vị sẽ phải cố gắng tột cùng lệ thuộc hổ tương phần lớn thế giới bây giờ được kết nối với nhau bởi một mạng lưới truyền thông điện tử và thông tin tức thời trong thế kỷ 21. Nền kinh tế toàn cầu của chúng ta đã làm cho các quốc gia và người dân của chúng lệ thuộc nặng nề vào nhau. Thời xa xưa, sự trao đổi giữa các quốc gia không cần thiết. Ngày nay, thật không thể duy trì sự cô lập. Thế nên nếu các quốc gia không có sự tôn trọng hỗ tương, thì các vấn nạn phải sinh ra. Mặc dù có những dấu hiệu nghiêm trọng của rắc rối giữa các quốc gia giàu nghèo, và giữa những nhóm người giàu nghèo trong các quốc gia thì những rạn nứt kinh tế này có thể được chữa trị bằng một cảm nhận mạnh mẽ của sự lệ thuộc hỗ tương và trách nhiệm toàn cầu người dân trong nước này phải xem người dân trong nước khác như anh chị em những người cũng xứng đáng phát triển quê hương của họ mặc cho mọi nỗ lực tốt nhất của các lãnh tụ thế giới các khủng hoảng cứ bùng lên Chiến tranh giết hại người dân vô tội, người già và trẻ con chết liên tục không ngừng. Nhiều chiến binh đang đánh nhau ở đấy không phải do ý muốn của họ. Nỗi khổ đau thực sự mà các chiến binh vô tội này đang trải nghiệm là rất đau buồn. Việc buôn bán vũ khí, hàng nghìn và hàng nghìn loại vũ khí và đạn dược được sản xuất trong những nhà máy như đổ dầu vào lửa bạo động nhưng nguy hiểm hơn súng ống hay bom đạn là sự hận thù thiếu vắng yêu thương và thiếu vắng sự tôn trọng các quyền lợi của người khác khi mà hận thù vẫn còn lưu trú trong tâm thức con người thì nền hòa bình thật sự là không thể có chúng ta phải làm mọi cách để chấm dứt chiến tranh và để thoát khỏi thế giới của vũ khí hạt nhân lần đầu tiên khi tôi viếng hiroshima nơi trái bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống khi tôi thấy ngay hiện trường và nghe các câu chuyện của những người sống sót trái tim tôi xúc động sâu sắc bao nhiêu người đã chết ngay trong thời khắc ấy bao nhiêu người nữa bị thương tật bao nhiêu đau đớn và thê lương mà chiến tranh nguyên tử đã tạo ra tuy nhiên hãy nhìn vào biết bao tiền của được dành cho vũ khí hủy diệt hàng loạt thật sốc đáng hổ thẹn vô cùng. Những tiến bộ trong khoa học và kỹ thuật đã làm lợi lạc vô vàng cho nhân loại, nhưng không phải là không có giá trị của nó. Trong khi chúng ta hưởng thụ sự phát triển của máy bay phản lực, thí dụ thế, vốn làm cho chúng ta có thể du lịch một cách dễ dàng trên thế giới, thì những vũ khí tàn phá kinh khủng cũng được tạo ra bất chấp quê hương của họ xinh đẹp và xa xôi như thế nào đi nữa. Nhiều người vẫn sống trong sợ hãi liên tục của một hiểm họa thật sự. Hàng nghìn và hàng nghìn đầu đạn hạt nhân đang chờ tấn công, nhưng nút bấm phải được một người nào đó nhấn tay vào, và vì thế quyết định của con người là trách nhiệm tối hậu. Cách duy nhất để đạt đến nền hòa bình trường cửu là qua sự tin tưởng, tôn trọng hỗ tương, yêu thương và ân cần cách duy nhất. Những cố gắng bằng sức mạnh toàn cầu để chiếm ưu thế qua chạy đua vũ trang, cho dù nguyên tử, hóa học, sinh học và quy ước là phản tác dụng. Làm thế nào một thế giới đầy thù oán và sân hận đạt được hòa bình thật sự? Hòa bình hòa bình bên ngoài không thể có được nếu không có hòa bình nội tại thật cao quý để hành động cho những giải pháp bên ngoài nhưng chúng không thể được thực hiện một cách đầy đủ khi con người ta vẫn còn thù oán và sân hận trong tâm thức họ đây là nơi sự thay đổi sâu sắc phải được bắt đầu cá biệt thì chúng ta phải hành động để thay đổi những nhận thức căn bản mà những cảm nhận chúng ta lệ thuộc chúng ta chỉ có thể làm như vậy qua rèn luyện bằng việc dấn thân vào việc thực tập với mục tiêu định hướng lại dần dần cung cách chúng ta nhận thức chính mình và người khác tình trạng tuyệt vọng của thế giới chúng ta kêu gọi chúng ta hành động mỗi chúng ta có trách nhiệm cố gắng để hỗ trợ ở cấp độ sâu xa cho cộng đồng nhân loại chung của chúng ta bất hạnh thay nhân loại thường bị hy sinh quá nhiều trong việc bảo vệ lý tưởng điều này chắc chắn là sai lầm những hệ thống chính trị phải thực sự làm lợi ích cho con người nhưng như tiền bạc chúng có thể điều khiển chúng ta thay vì hoạt động cho chúng ta bất kỳ lúc nào với trái tim nhiệt tình và nhẫn nại chúng ta cũng có thể quan tâm đến những quan điểm của người khác và trao đổi ý kiến của những thảo luận trầm tĩnh thì chúng ta sẽ tìm ra những điểm đồng thuận đó là trách nhiệm của chúng ta vì lòng từ ái và bi mẫn cho con người để tìm sự hòa hiệp giữa các quốc gia, các lý tưởng và các nền văn hóa, các nhóm chủng tộc, kinh tế cùng những hệ thống chính trị. Khi chúng ta thực sự nhận ra tính duy nhất của toàn thể nhân loại thì động cơ của chúng ta để tìm hòa bình sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong cảm nhận sâu xa nhất chúng ta thật sự là những anh chị em của nhau cho nên chúng ta phải chia sẻ đau khổ của nhau sự tôn trọng tin tưởng và quan tâm hỗ tương cho sự cát tường của nhau là hy vọng tuyệt vời nhất cho nền hòa bình bền lâu dĩ nhiên các lãnh tụ quốc gia có một trách nhiệm đặc biệt trong lĩnh vực này nhưng mỗi cá nhân cũng phải phát huy sáng kiến bất chấp niềm tin tôn giáo Quả thật như là con người, bằng việc tìm cầu để đạt được hạnh phúc và tránh đau khổ. Chúng ta là những công dân của hành tinh này, tất cả chúng ta có trách nhiệm cho việc tạo nên một tương lai tốt đẹp. Để có được một thái độ thân hữu, một trái tim nhiệt tình, tôn trọng cho các quyền của người khác và quan tâm cho lợi ích của họ thì chúng ta phải rèn luyện tâm thức trong quyển sách này tôi sẽ trình bày một loạt những thực tập được vạch ra từ các truyền thống tây tạng sẽ rất hữu ích cho việc hoàn thành những mục tiêu này đối tượng chủ yếu của sự thực tập hàng ngày là để trau dồi một thái độ của yêu thương và tĩnh lặng một thể trạng của tâm thức đặc biệt quan trọng trong xã hội con người ngày nay vì năng lực của nó mang lại một sự hòa hiệp chân thật giữa các quốc gia chủng tộc và dân tộc từ những hệ thống tôn giáo chính trị và kinh tế khác biệt tạo dựng hòa hiệp hòa hiệp và hữu nghị vốn cần thiết trong gia đình quốc gia và thế giới của chúng ta chỉ có thể đạt được qua yêu thương và ân cần tử tế bằng việc hỗ trợ nhau với sự quan tâm và tôn trọng chúng ta có thể giải quyết nhiều vấn đề một cách dễ dàng hòa hiệp không thể xuất phát từ đỉnh điểm của mất lòng tin, lừa dối, bắt nạt và tinh thần ganh đua không thiện cảm. Thành công qua hăm dọa và bạo động là thắng thế tạm thời. Thành quả tầm thường của nó chỉ có thể tạo nên những rắc rối mới. Đó là tại sao chỉ trong vài thập niên sau thảm họa vô vàng của Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai đã nổ ra và hàng triệu người nữa đã chết. Nếu chúng ta thẩm tra lịch sử lâu dài của thù oán và sân hận thì rõ ràng thì rõ ràng chúng ta thấy nhu cầu để tìm ra một phương cách tốt đẹp. Chúng ta chỉ có thể giải quyết các vấn nạn của chúng ta qua những phương tiện hòa bình chân thật. Không chỉ những lời nói hòa bình mà là một nền hòa bình từ tâm và trái tim. Trong sách này chúng ta sẽ có một thế giới tốt đẹp. Điều này có thể chứ? đánh đấm lừa dối và bắt nạt đã cột chúng ta vào trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ chúng ta cần sự rèn luyện trong những sự thực tập mới để tìm lối thoát dường như nó phi thực tế và lý tưởng hóa nhưng chúng ta không có sự thay thế cho yêu thương việc nhìn nhận giá trị nhân bản và tính duy nhất của nhân loại đây là cách duy nhất để đạt được niềm hạnh phúc miên viễn tôi đã du hành từ nhiều quốc gia này qua quốc gia khác với ý nghĩa duy nhất này tôi đã rèn luyện tâm thức trong nhiều thập niên vì thế khi tôi gặp gỡ mọi người từ những nền văn hóa khác nhau thì không có rào cản nào tôi tự tin rằng mặc cho những nền văn hóa khác nhau cùng với những hệ thống chính trị kinh tế khác nhau nhưng một cách căn bản tất cả chúng ta là giống nhau càng gặp gỡ nhiều người sự tự tin của tôi càng trở nên mạnh mẽ về tính duy nhất của nhân loại được đặt nền tảng trong sự thấu hiểu và tôn trọng là một căn bản thực tế và có thể thành tựu được cho tư cách của chúng ta bất cứ nơi nào tôi đến đây là điều mà tôi nói đến tôi tin rằng tự ái và bi mẫn một cảm nhận chân thành về tình anh chị em là tôn giáo phổ quát. Bất chấp ta là Phật tử hay Kitô Tô Hữu, Hồi giáo hay Ấn giáo, cho dù chúng ta hoàn toàn không thực tập tôn giáo gì cả, thì vấn đề quan trọng là cảm nhận đồng nhất với nhân loại của chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Quý vị có nghĩ là điều này vô nghĩa không? Tôi không phải là một thánh vương, God King, như một số người gọi tôi tôi chỉ là một tu sĩ Phật giáo. Những gì tôi đang nói là sự thực tập của tôi rất giới hạn. Nhưng tôi thật sự cố gắng để thực hiện những ý tưởng này một cách đặc biệt khi đối diện với những rắc rối trong đời sống hàng ngày của tôi. Dĩ nhiên, đôi khi tôi thất bại, đôi khi tôi bực tức, có khi tôi sử dụng những lời thô tháo. Nhưng khi xảy ra như vậy, lập tức tôi nghĩ, ô, như vậy là sai rồi. Tôi cảm nhận điều này vì tôi đã tiếp thu những sự thực tập yêu thương và trí tuệ làm cốt lõi cho quyển sách này. Những sự thực tập hàng ngày này rất hữu ích và rất có giá trị trong đời sống của tôi. Do vậy, vì biết rằng quý vị và tôi có tâm và trái tim như nhau, cho nên tôi chia sẻ chúng với quý vị. Khi tôi mới 15 tuổi, Trung Quốc đánh chiếm miền đông Tây Tạng. Và chỉ trong một năm, chính quyền Tây Tạng quyết định tôi nên trực tiếp điều khiển công việc của quốc gia. Đó là một thời điểm khó khăn khi chúng tôi nhìn sự tự do của chúng tôi bị xói mòn. Và trong năm 1959, tôi bị buộc phải đào thoát khỏi thủ đô dưới sự che chở của màn đêm. Lúc lưu vong ở Ấn Độ, chúng tôi đối diện với các rắc rối hàng ngày từ nhu cầu điều hòa với không khí khác biệt quá lớn đến nhu cầu tái thiết lập những cơ cấu văn hóa. Sự thực tập tâm linh đã cho tôi một triển vọng để có thể giữ sự tìm kiếm cho những giải pháp và không đánh mất quan điểm về sự kiện rằng tất cả chúng ta là những con người bị hướng dẫn lạc lối bởi những ý kiến sai lầm và được hợp nhất bởi những mối quan hệ chung sẵn sàng cho sự cải thiện. Điều này đã dạy tôi rằng những nhận thức của yêu thương, tĩnh lặng và tuệ giác là quan trọng với đời sống hàng ngày và phải được trau dồi trong sự thực tập hàng ngày. Rắc rối bắt buộc phải xảy ra, cho nên việc trau dồi thái độ đúng đắn là cần thiết. Sân hận làm suy giảm năng lực phân biệt đúng và sai và năng lực này là một trong những cống hiến cao cấp nhất của loài người nếu nó bị đánh mất thì chúng ta cũng không còn đôi khi cũng cần phản ứng một cách mạnh mẽ nhưng điều này nên được thực hiện mà không có sân hận sân hận là không cần thiết nó vô giá trị tôi gọi từ bi thương yêu là nguyên liệu chính của địa cầu loài người muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau hòa bình tinh thần là nhu cầu căn bản cho toàn thể nhân loại đối với những chính trị gia kỹ sư khoa học gia người nội trợ bác sĩ giáo viên luật sư cho tất cả mọi người trong mỗi nỗ lực một động cơ lành mạnh yêu thương là nền tảng của sự lớn mạnh tâm linh tổng quan của quyển sách trong những chương tiếp theo tôi sẽ diễn tả những kỹ năng phật giáo đặc thù cho việc đạt đến hòa bình tinh thần và một năng lực lớn cho từ bi yêu thương trong phạm vi của hành động để vượt thắng những gì mà đạo phật xem như các khái niệm sai lầm về vấn đề sự sống và sự vật tồn tại như thế nào trong thuật ngữ phật giáo đây là con đường đến giác ngộ tuy nhiên bất cứ người nào cũng có thể hiện thực những bước đặc thù Đối với việc tự cải thiện khi họ thấy thích hợp. Tôi đã bố cục quyển sách này làm 6 phần, bắt đầu bằng những căn bản với câu chuyện về Đức Phật như một sự hướng dẫn cho cuộc sống đầy đủ ý nghĩa, sống trọn vẹn. Ở đây, tôi giới thiệu ba khí cạnh của sự thực tập tâm linh: đạo đức, thiền định và trí tuệ, vốn là chủ đề chính của quyển sách trong phần thứ hai thực hành đạo đức tôi diễn tả hai loại đạo đức tái định hướng những hành vi của thân thể và lời nói để không làm tổn hại người khác và việc trau dồi quan tâm sâu sắc cho người khác trong phần thứ ba thực tập thiền định tôi diễn tả vấn đề thành tựu tập trung tinh thần như thế nào và khôi phục tĩnh lặng trong những hoàn cảnh căng thẳng như thế nào Điều này được tiếp theo bởi thực hành trí tuệ. Trình bày chủ đề khó nhưng bổ ích của duyên khởi và tánh không. Ở đây, chúng ta đi sâu vào tư duy Phật giáo khi chúng ta quan tâm đến sự khác biệt giữa tâm thức và bản chất tối hậu của nó. Trong phần thứ tư này, tôi hy vọng giảng giải bất cứ khái niệm nào mà Phật giáo vì một lý do nào đó cho là hư vô và bi quan bằng việc diễn tả tính tương hợp giữa hiện tướng và thực tại. Những thảo luận này về đạo đức, thiền định và trí tuệ diễn ra nhẹ nhàng trong phần thứ năm, Mật Tông Tantra, trình bày một sự thực tập du già đặc biệt phối hợp ba thứ này. Tôi cũng thảo luận vấn đề tham muốn có thể được sử dụng trong con đường tâm linh như thế nào bởi những hành giả lão luyện. Phần kết luận những bước trên đường đi trình bày tổng quan về con đường thực tập từ lúc bắt đầu thẳng đến sự giác ngộ một thể trạng nơi tâm thức và thân thể phát triển trọn vẹn để phụng sự người khác từ lúc bắt đầu đến kết thúc sự tập trung của chúng ta ở trong sự phát triển một trái tim và tâm thức thuần thiện qua một thái độ đạo đức và một sự thấu hiểu về thực tại được tăng cường bởi sự tập trung hãy nghĩ về đạo đức thiền định và trí tuệ như một bản đồ cho sự giác ngộ nhắc nhở chúng ta về mục tiêu cao nhất của sự thực tập một sự chuyển hóa thái độ đối với hòa bình yêu thương tập trung tĩnh lặng và trí tuệ việc thấu hiểu bản đồ tự nó là một phần của con đường vạch ra cho chúng ta hướng đến mục tiêu tôi hy vọng rằng những phần của quyển sách này có thể hữu dụng, nhưng nếu không thì cũng tốt thôi. Phần 1. Những căn bản Chương 1. Ba phương diện thực tập Sự giác ngộ của Đức Phật như một mẫu mực Theo một số trường phái Phật giáo, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni lần đầu tiên giác ngộ ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước dương lịch qua sự thực hành con đường tu tập tuy nhiên những người khác tin rằng đức phật đã thành tựu giác ngộ trước đó lâu xa và rằng trong hóa thân vào thế kỷ thứ sáu đức phật chỉ thị hiện con đường tu tập ở tây tạng chúng tôi chấp nhận quan điểm thứ hai và những môn đồ học hỏi từ mẫu mực của ngài vấn đề thực hành như thế nào nhằm để đạt đến giác ngộ cho chính họ trong trường hợp nào đi nữa thì chúng ta cũng cần phải chú ý rằng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã sinh ra trong một đời sống giàu sang của một hoàng tử trong một hoàng gia Ấn Độ. Vào lúc 29 tuổi, qua việc thấy khổ đau của thế giới, Ngài đã từ bỏ vị trí vương giả, cắt bỏ mái tóc, rời bỏ gia đình và tiếp nhận đạo đức của một tu sĩ, một hệ thống của thái độ luân lý phẩm hạnh. Trong 6 năm đó, ngài đã dấn thân trong thiền tập khổ hạnh vì mục tiêu thành tựu thiền định. Sau đó, dưới gốc cây Bồ đề ở một đạo tràng, ngài đã thực tập những kỹ năng đặc biệt để phát triển trí tuệ và thành tựu giác ngộ. Ngài đã đi giáo hóa trong 45 năm và nhập niết bàn vào lúc 81 tuổi. Trong lịch sử cuộc đời Đức Phật, chúng ta thấy ba giai đoạn thực hành đạo đức đến trước tiên rồi thì thiền định và sau cùng là trí tuệ và chúng ta thấy rằng con đường tu tập cần thời gian thay đổi dần dần việc phát triển tâm thức phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân và điều kiện nội tại rất giống một trạm không gian lệ thuộc vào hoạt động của nhiều thế hệ khoa học gia đã phân tích và thử nghiệm ngay cả một thành phần nhỏ nhất của nó không một trạm không gian hay một tâm thức giác ngộ nào có thể hoàn thành trong một đêm tương tự thế những phẩm chất tâm linh phải được xây dựng qua những phương cách đa dạng tuy nhiên không giống như trạm không gian vốn được tạo thành bởi nhiều người hoạt động với nhau thì tâm thức phải được phát triển bởi chính bạn mà thôi không có cách nào để cho người khác làm công việc dùm cho ta để ta thu thập các kết quả đọc những tường thuật về tiến trình tâm linh của một người nào đó sẽ không thể chuyển giao sự thực chứng của nó cho ta chúng ta phải tự phát triển nó trau dồi một thái độ yêu thương và phát triển trí tuệ là những tiến trình chậm rãi khi chúng ta dần dần nhập tâm những kỹ năng cho việc phát triển đạo đức tập trung tâm thức và trí tuệ. Những tình trạng không được chế ngự của tâm thức trở thành lập lại hàng ngày, ít dần và ít dần. Chúng ta sẽ cần thực tập những kỹ năng này ngày qua ngày, năm qua năm. Khi chúng ta chuyển hóa tâm thức chúng ta, chúng ta sẽ chuyển hóa môi trường chung quanh chúng ta. Những người khác sẽ thấy các lợi lạc từ sự thực tập của chúng ta về bao dung và yêu thương và sẽ hành động để đem những lợi lạc này vào trong đời sống của chính họ. Ba sự thực tập Giáo huấn của Đức Phật được phân chia thành ba tập hợp của kinh điển Tam Vô Lậu Học Những nguyên tắc đạo đức Giới Những lời dạy về thiền tập trung Định Những biểu hiện của tri thức giải thích về việc rèn luyện trí tuệ Tuệ trong mỗi phần này sự thực tập chính được diễn ra như một thể trạng đặc biệt từ sự hợp nhất của tĩnh lặng bất biến định và tuệ giác đặc biệt tuệ nhưng nhằm để thành tựu một sự hợp nhất như vậy trước tiên chúng ta phải chuẩn bị nền tảng của nó đạo đức giới thứ tự thực tập đạo đức thiền định và trí tuệ đây là thứ tự cần thiết của thực tập. Những lý do như sau Nhằm để cho trí của tuệ đặc biệt loại trừ những chướng ngại cho việc thấu hiểu thích đáng và loại trừ những tình trạng tinh thần sai lầm ngay tại chính gốc rễ của nó, chúng ta cần thiền tập trung, chỉ, thiền định. Một thể trạng nhất tâm hoàn toàn mà trong ấy tất cả những sao lãng nội tài đã được loại trừ bằng khác đi thì tâm quá bị phân tán không có thiền tập trung vào một điểm như vậy trí tuệ không có năng lực giống như ánh sáng của ngọn đèn trong ngọn gió nhẹ không thể chiếu sáng nhiều được do vậy thiền định phải có trước trí tuệ thiền nhất tâm liên hệ việc loại trừ những tán loạn vi tế nội tại chẳng hạn như tâm bị quá giải đải hay quá căng thẳng để làm như vậy chúng ta phải chấm dứt những tán loạn qua việc rèn luyện trong đạo đức của việc duy trì chánh niệm và ý thức với việc quan tâm đến các hành vi của thân thể và lời nói liên tục tỉnh thức về những gì chúng ta đang làm với thân thể và lời nói không vượt thắng những tán loạn rõ ràng này thì thật không thể vượt thắng những tán loạn vi tế bên trong vì là qua duy trì chánh niệm mà chúng ta có thể đạt thành một sự tĩnh mịch của tâm thức. Cho nên, sự thực tập đạo đức phải đến trước sự thực tập thiền định. Trong kinh nghiệm riêng của tôi, việc tiếp nhận những thể nguyện của một tu sĩ yêu cầu cho việc giảm thiểu những liên hệ và hoạt động nội tại. Có nghĩa là tôi có tập trung trong việc nghiên cứu tâm linh những thể nguyện ngăn ngừa các hành vi thân thể và lời nói phản tác dụng làm cho tôi chánh niệm với thái độ của tôi và tiến về phía thẩm tra kỹ lưỡng những gì đang xảy ra trong tâm thức tôi điều này có nghĩa là ngay cả khi tôi không cố ý thực tập thiền tập trung thì tôi cũng phải kiểm soát tâm thức tôi khỏi phân tán và vì vậy liên tục tiến về phía của thiền nhất tâm nội tại thệ nguyện đạo đức chắc chắn hành động như một nền tảng. Nhìn vào ba sự thực tập, đạo đức, thiền định và trí tuệ, chúng ta thấy rằng mỗi thứ phục vụ như căn bản của thứ kế tiếp. Thứ tự này là minh chứng rõ ràng trong lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Do vậy, tất cả những tiến trình tâm linh lệ thuộc vào nền tảng của đạo đức thích hợp.